Chào mọi người, hôm nay mình sẽ thông báo với mọi người một chuyện là bây giờ là mình và Mark sẽ chuyển tay trong hôm nay mọi người ạ. Hiện tại thì mình và Mark đã sống ở căn nhà này được hơn 6 tháng rồi, và bây giờ thì chủ nhà vừa thông báo với mình là đã hết hợp đồng và họ sẽ không gia hạn hợp đồng thêm cho mình nữa, nên bắt buộc thì mình phải chuyện đi trong hôm nay mọi người ạ. Ngày mai họ sẽ đến, nên mình hôm nay mình sẽ thu dọn đồ để chuyển tới một ngôi nhà mới mọi người ạ. Và hiện tại thì Mark vẫn đang ốm nhưng mình vẫn phải chuyển đi mọi người ạ, vì họ thì cho mình ở nốt hôm nay rồi ngày mai họ sẽ đến và bắt mình rời đi, nên chắc bây giờ và mình và Mark sẽ thu dọn đồ mọi người ạ, đến một ngôi nhà mới. Và mình cũng mong Mark là sẽ không buồn vì xa ngôi nhà này và làm quen với ngôi nhà mới mọi người ạ. Và mình mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình khi mình đến một ngôi nhà mới, và khi đấy là mình sẽ bắt đầu một hành trình mới mọi người ạ. Bây giờ mình chỉ nói sẽ đi dọn đồ nhé, hay là bố để con làm nhé, bố dọn nhé nha, mệt làm nhé. Bán làm đây thì bố dọn này, bố để nhé, dọn đồ nhé, con làm đây nhé, con uống mà nha. Ừ, gọi bố mình chơi này, chơi đi. Ừ, bố đi dọn nha. Dọn đi bố à? Thôi, đang mệt thì con làm đi. Người người đang mệt thế này mà còn ra đây làm gì? Để bố dọn cái nhá. Con ngồi đây chơi đi. Để bố dọn nhá. Bố cắt quần áo. Bố quần áo nha. Để bố gấp quần áo rồi chuyển nhà nhé. Đúng nha. Nhà nha. Thôi thôi, để ba gấp cho này. Gặp là gì đây? Để ba dọn ra. Mắt đừng lỗi bố nào, yên đi chơi bố dọn nhé. Bác nha. Ôi bác ơi, lỗi quần áo bố đi. Ôi đừng lỗi quần áo bố đi nè. Thật thật, để bố gấp chứ. Ôi bác ơi, đi là đừng chém đồ của ba nào. Đi này nhá, bác không muốn ba đi à? Lên đây, lên đây. Bác không muốn ba chủ nhà. Nhưng mà bây giờ bác cũng phải đi rồi, con ngồi đây nhá. Để bác cắt cái đồ này đi luôn.
Cái gì mà im ấy nhỉ? Ai? Lấy đồ để bác gấp đồ trước nhà nhé, đừng lấy đi đâu nhé, ngoan nhé, ngoan không ngoan, lấy cái cặp gì thôi. Bác cầm gấu rồi mà bây giờ lấy cho bố à, nhìn từ hướng ngã, à để ba đem gấu đi nhé, rồi. Còn những đồ gì nữa nha, đồ chơi và lặt vặt nữa rồi để ba đường khóa để lại rồi con ngồi đây con lên giường đi à con ngồi đây chào cho bà nha, để bác đi thu dọn mấy cái đồ lung tung tung nhá. Lấy túi bỏ đồ chơi cho của em nhé, đồ chơi em cho em đi nữa nha.
bịt nhà nhá. Bác chạm bịt nhà đi, thay nhà mấy ở nhá. Thay đừng buồn nữa nhá. Rồi. Để ba chạy con đi thành đi thằng kia nhá. Nhá. Rồi, con vào đây. Để ba đổi mũ nhá. Má không muốn muốn rời khỏi cái nhà. Má mong đến đây à. Mặt buồn rồi. Thôi nha. Thôi nha. Bây giờ ở sao nhà mới cũng được nhé. Nhá, nhà cũ cho. Giờ ở đi sang cái nhà mới. Thôi nha. Buồn nha. Nhá. Ở đâu cũng được nha. Nhá. Đi. Cái mặt cái mỏ. Không buồn nữa nha. Rồi, đi nha. Ôm lấy bố đi. Đặt xe ra kia. Giữ lên ngoài bố đóng cửa nha. Thấy lạ nhà. Đi vào đây nhá. Để đi vào đây cất đồ nhá. Ơi, bác này có bến á. Ui, bác đang lo nhà mới à. Ui, không xe đâu nhá. Không gì đâu. Đi dừng qua bến. Nha, anh dừng nằm đỡ mệt nhá. Để làm đấy. Ui. Đừng có lo nhá. Hôm nay má giúp bố chị nhà quen thế nhỉ. Lấy đồ cho bố này. Bác dụ chân lên đi. Bố